Ok, lên anh em. Mấy nay bận bịu quá nên nay mới có thời gian để tiếp tục online và chơi game. Đây cũng là một số cái con game mà trong Steam Next Fest tôi đã chọn lọc ra được những con game như thế này. Tính ra cũng khá là nhiều đấy chứ. Nhưng mà mấy hôm nay thì cũng gần hết cái sự kiện rồi. Không biết sau cái thời gian này các dev là có gỡ bản demo không? Nên chơi được bao nhiêu thì chúng ta cứ tranh thủ chơi thôi. Đây, hôm nay thì chơi thử về game. Cố gắng thử. Game đầu tiên, Internet Cafe Evolution. Cho nó lại ra cái như thế này ta. Google CorGam bây giờ nó làm nhiều cái. CorGam bây giờ nó làm nhiều cái thì phức tạp hơn phết đó. Đang đơn giản gọn nhẹ thì nó không làm đâu. Game này vẫn là trong bản demo, thời điểm ra mắt là quý 1 24, chưa biết là khi nào. Của là Tiny Farm Game. Trước đó thì họ chưa có game nào cả. Đây là gần như là sản phẩm đầu tay luôn đó. Cập nhật vào 3 ngày trước. Vậy là cập nhật đang trong lúc mà Steam Next Fest đó ta. Chúng ta coi thử này. Để lần game. Đây là con game mà mình giả lập một cái quán mà Internet Cà Phê. Cái này dạng như là cyber game bên mình vậy đó. Chúng ta có thể nâng cấp máy tính nè, thuê nhân viên phục vụ nè, gặp mặt các cái tàn và trao đổi với họ nè. Bên đó thì có thể trải nghiệm một số cái câu chuyện bên này nữa. Trong game này thì mình sẽ bắt đầu một cái cửa hàng máy tính vào năm 1990. Trải dài theo cái thời điểm nó công nghệ phát triển nên như thế nào á. Sống lại một lần nữa tuổi trẻ của chúng ta. 1980 hả? Cái đúng là cái bối cảnh này thì có thể là 1980 thì. Của đâu 1990 chứ. À 1990 nè. Mô phỏng kinh doanh và xây dựng nói về lịch sử phát triển của cái quán cà phê Internet từ những năm 90. Chứa đựng cái sức trẻ của hai thế hệ trong suốt 30 năm qua. Nghe giới thiệu thì rất là ấn tượng đó nha. 1990 thì cái thời đó là máy tính nó mới du nhập vô Việt Nam mình thôi. Lúc đó chúng ta vẫn còn kết nối mạng bằng cái mà gọi là cái gì ta? Dial-up. Dial-up connect. Dial-up connect internet không ta? Dial-up, đúng rồi dial-up, nhầm. Dạ, hồi xưa thì chúng ta những năm 1990 á, nói mạng vẫn còn bằng cái này á. Nhất là chúng ta thường á, đi qua cái cước điện thoại đó, chúng ta kết nối qua cái điện thoại mới lên internet. Nên mỗi lần chúng ta online á, là nó tính cước như là cái cước mình gọi điện vậy đó. Giá rất là chát luôn, nên thời đó là internet đúng xa xỉ luôn. Nhưng mà năm 1990 là được cái màn hình như thế này là rất là khủng khiếp rồi đó nha. Thời đó thì chúng ta chỉ xài màn vuông thôi. Cái này chắc về sau rồi, chứ không phải là những năm 90 nữa đâu. Thậm chí có lên tới màn hình công luôn nè. Cái này tầm khoảng là 2K, 2K10, 12 gì đó. Rồi, vô game coi thử làm sao. Trong là giới thiệu con game mà dạng quản lý cũng khá tốt đó nha. Bật FPS lên. Cảnh báo vui lòng đọc trước thì game này chứa rất nhiều cái cảnh ôm và hôn. Và những cái thân mặt tình tứ của các cặp đôi. Trời ơi. Dạng như là con game bón cơm chó cho mình rất là nhiều đó. Nên mà mình mà sơ ý hoặc là cây cú FA mà chơi game như tôi thì rất là cây cú luôn. Story Continue Channel gần Sandbox Option. Option thì hồi trưa tôi đã có vào tôi chỉnh lại cái âm nhạc tí rồi. Rồi tầm cái này được thấy không? Story. Chúng ta có những năm 2000, những năm 2000X và những năm 199X. Đến cái chapter 3 này nó mới gọi là hồi ức. Còn bây giờ là sự thay đổi. Dạng như là công nghệ nó phát triển á. Còn bây giờ thì cái thời điểm của chúng ta là anh em nào mà tuổi 3X như bây giờ á, sinh khoảng năm 9X hay là 8X thế hệ đó đó. Thì tầm năm 2000X này là máy tính bắt đầu phát triển. Anh em chắc sẽ biết mấy cái quán net thời đó nó như thế nào. Tôi mới vô option setting nó thử rồi. Cũng chưa có chơi thử lần nào cả. Cái này hình chiếc dép hả? Mọi người đến giờ đi. kể về những câu chuyện của họ. Đang kể về mà dạng dẫn chuyện không? Gen này Ly Gen bắt đầu kể chuyện rồi, tối nay lại một cái gì đó. Hình như là hai thanh niên này là hai thanh niên là trong quán á, anh em nhìn thấy đội nón nè, dạng như là nhân viên là trực quán net á. Đã 3 ngày rồi, làm việc mỗi ngày 10 tiếng mà chưa được ngủ tiếng nào nữa. Hai khách hàng nói chuyện với nhau vậy như là tâm sự về cái thời gian làm bài tập của mình hay là gì đó không. Thanh niên này thì muốn copy bài tập của thanh niên kia chép lại, nhưng mà ngày mai á thì mới làm được, nhưng mà phải bao lại coca. Thanh niên còn cái gì mà kênh so đây rồi. Thanh niên này buổi tối á, buổi tối thì chưa chơi game là thâu đêm suốt sáng luôn, tới ban ngày đi vô lớp học á, thì lại ngủ. Trời ơi, Danh Quang hả? Quang Trường hả? Cái này dịch là sao ta? Thương Quang hả gì? Thương Quang đến cái quán Internet Cafe và nghe cái cuộc đối thoại của mà hai thanh niên này và buồn bã nghĩ về đứa con của ông ấy. Cái game này rất là bắt đầu hình thành luôn, gần như mở ra một nền công nghiệp mới. Gọi là Dragon Neighbor và World of Man là best gì đó. Hai con game này thì chắc phổ biến bên Trung Hoa thời đó thôi, còn tôi thì không biết. Giống như cái thời mà Võ Lâm Truyền Kỳ hay là MU nổi tiếng ở Việt Nam mình vậy đó. Rồi. Sao game mà nói chuyện nhiều dữ vậy ta? Thực ra cái bản demo á, thì tôi không muốn tìm hiểu cốt truyện đâu. Tại vì mà demo mình tìm hiểu cốt truyện nhiều quá, nó dở dang lắm. Legend và Gen Hao trong vòng một ngày á, thì mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ là nâng cấp 20 cái máy tính này lên cái cấu hình cao hơn và dán 5 cái poster world, Everworld, cuộc chiến với tận 5 cái poster. Nhấn G để xây mấy cái vật thể. Bên này là dạng như thông tin nhân viên của mình. Hai tính năng này thì chưa mở, là hai thanh niên trong quán nào. Còn bên đây là chắc phần xây dựng. Rồi ok. Còn bên đây là cái phần quản lý. Đây co-op game về đây. Khi mà cái cửa hàng của mình trở nên phát triển hơn á, thì mình có thể là liên kết với những cái nhãn hiệu mới, lựa chọn cái thương hiệu mà mình muốn mà kết nối. Giống tôi làm mà mấy cái video như thế này nè, xong rồi được cái kênh nhỏ nhỏ rồi dev nó sẽ mà mấy cái bên dev game á, nhà phát hành nó gửi kia cho tôi chơi game thì tương tự vậy đó. Thì đây cái quán internet bình lớn thì có thể mở thêm mà được đầu tư cái dàn máy nè, cái linh kiện phần cứng giảm 20% nè, rồi xong rồi thêm mấy cái lon nước ngọt nào nữa, bán thực phẩm tăng giá 400% luôn. Ok, cái này là lượng khách hàng 2 giờ khi mà được cái giải đấu gì nè, Hero Arc nè, Enter War nè, VIP. Mình sẽ bắt đầu mà cái tình trạng VIP cho những khách hàng của mình, thì cái vốn này nó sẽ hồi nhanh hơn, mình có thể dùng cái vốn trước á. Rồi ok, hồi xưa vô quán net là không phải như cyber bây giờ đâu nha anh em. Hồi xưa vô quán net của tôi là ghi giờ lên cái bảng á, thì chơi xong á thì ra tính tiền dựa theo cái bảng đó tính, thường là 1 tiếng 2,5-3 ngàn, thậm chí lúc ban đầu thì nó còn 1,5-2 ngàn đó. Bây giờ thì vô cyber mình tạo cái tài khoản nạp thẻ vô đó nên nó cũng khác biệt lắm. Cái VIP này thì giống cái kiểu cyber nè. Khách hàng đây là những cái tỷ lệ khách hàng vô của mình hả? Airport, giải trí thư giãn, còn bây giờ là cảm xúc nữa, giờ dạng xem mấy cái vui vui đúng không? Cái này thương hiệu, cái này là giá. Mình có 21 con PC có hình thấp, giá 20 đô, 20 yên, 20 tệ giá trên giờ. 40, 60, 80. Bây giờ nhiệm vụ của mình là Ford 5 cái Everworld Foster. Cái này là lót sàn 20.000 tệ một miếng hả? Cái này là dạng tường với cửa rồi. Còn cái này là xây dựng mấy cái máy móc. Cái này là bàn ghế. Cái này là trang trí. Đây Everworld đây. Một cái poster game cộng 1 điểm vào cái mà trang trí của mình. Không dán ở ngoài được nha. Nè, dán ở ngoài không được. chỉ có thể dán ở trong thôi, không có gần tường được nữa. 5 tấm hả? Rồi ok 5. Cái mùi trong cái nhà vệ sinh nó rất là hôi hám luôn. Một số người thì vô đó thì không có gọi gì hết. Tôi đã nói chuyện với sếp và tối qua ông ấy bảo là cứ xây dựng sửa chữa cái đi không thành vấn đề. Nằm trong góc này. Bây giờ phải nhớ cài đặt cái cửa. Ok. Bây giờ xây 3 cái bức tường. Cái này là cái nhà vệ sinh của chúng ta nè. Mấy cái này là mấy cái bàn ghế gì đây? Di chuyển hả? Nhấn G để xây. Mấy cái này là dạng mấy cái bàn quán nét hay bàn cà phê gì bán được không? Bán là 298. Bán hết đi cho nó rộng rãi rồi. Bây giờ xây 3 cái bức tường. Bức tường nó có loại 500, 600 với 600 nè. Cái này tăng cái điểm trang trí tài nguyên hả? Cái này thì lại chẳng có cái gì cả. Cái này là khử tiếng ồn à, cũng được. Là dạng mấy khách hàng nó chơi game ở la hét á, mình cho nó vô đó. Một. Hai. Còn lại là xây cái cửa. Trống trống chỗ này thì mình sẽ xây một cây cột. Cây cột thì có loại cột nào nó cộng điểm không? Chỉ có cái này thôi. Không hợp cho mấy. Này bố ơi, tôi thấy có nhiều khách hàng á phàn nàn về cái màn hình của chúng ta. Nó thì đã quá cũ rồi. Bây giờ thì hãy nâng cấp một số cái màn hình, sử dụng cái màn hình to hơn đó. À chúng ta vẫn còn xài cái màn hình CRT nè. Xiaoli nó nhắc đến cái vấn đề này trước đây, nhưng tôi nghĩ là chơi game thì không có tập trung quá nhiều vào cái màn hình này. Đúng là cái phần cứng yêu cầu á, nhưng mà cái màn hình nó là cái thiết bị ngoại vi rất là quan trọng luôn. Màn hình, phím chuột, tai nghe, nó là những cái thiết bị ngoại vi mà chúng ta phải quan tâm á. Đây không phải so sánh đâu, nhưng mà Internet quán cà phê thì tất cả đều sử dụng cái màn hình LCD này. Chúng ta không nghĩ là nên chuyển nó thôi. Rồi ok. Dân quan này bất ngờ với một cái đứa kẹt trẻ có tài năng kinh doanh như thế này. Rồi ok. Đấy, bây giờ tôi sẽ chuyển tiền cho bạn vào tài khoản của bạn để bạn có thể sử dụng nó. Nhớ dùng nó cẩn thận. Rồi ok bố. Rồi cảm ơn. 35.000 tệ. Nếu mà không thể hoàn thành trong khoảng thời gian á, thì mình sẽ thất bại. Khoan. Cái này là cái mục tiêu của mình, cái yêu cầu này đúng không? Từ từ, trong vòng 1 ngày. Nhấn vào cái computer, chọn cái ghép lách button. Không, cái này là bán. Cái này à? Ấy. Ủa? Cái gì lỡ bấm cái khách hàng nó bỏ đi trên này? Vậy là sao? Vậy là nó đang xài thì mình không được can thiệp. Ủa, chấm than cái màn hình, chấm than con CPU cái cạc gì? Thông 6 2090 giá 2.000 tệ. Cạc là RAM là 1GB. Ôi ơi, 260, cái nguyên con máy này giá 6.900. Ủa đúng rồi nè. Vậy là mình mua cái màn hình này, lắp cái màn hình này vô. Nâng luôn, máy nào đang không có khách đó mình nâng luôn. Mình còn 30.000, xây cái nhà vệ sinh cho xong cái đã. Ý, cái này di chuyển được nè. Phá bỏ, mất tiền luôn trời ơi. Nó không có hoàn tiền, chơi ngu rồi. Tạm thời để cái bức tường này vô vách đi. Không được. Mình sẽ xây một cây cột ở đây. Sau đó dời mấy cái bức tường này ra cho nó ngay lại đã. Ok chưa? Bây giờ là cái nhà vệ sinh, hai cái bức tường này kỳ quá. Chắc trời cái bức tường này đi luôn. Không dám bán đâu, bán là một hồi nó mất uổng tiền lắm. Tạm thời để bức tường đó đây đây. Hơi lạnh chút. Nhà vệ sinh xây thêm vài cái nữa không? Cái gì? À, nó có hai loại nhà vệ sinh này nghe, một cái loại mà ngồi bệt dạng rất là cổ luôn, còn cái loại này thì nó bị ngồi. Đây, cái này là cái hình ngồi bệt nè, còn cái này cái hình bị ngồi nè, còn cái này là cái máy điều hòa không khí hoạt động hai chiều. Lắp ở ngoài này nó tốn điện không ta? 5.000. Trời ơi, cái này là cái kệ đồ ăn giá 1.200. Ủa sao nó giống cái này quá vậy? Không được, cái này nó chiếm diện tích quá à. Hay là xây đây đó. Thôi tí nữa đi, xây cái này mới vô tốn tiền lắm. Bây giờ mình phải nâng cấp 20 cái máy trong vòng một ngày đó. Cái này lỡ bấm cái khách nó dễ cho anh nè. Máy này trống là nâng luôn. Máy này trống là nâng luôn. Tôi cái thời gian lên. Máy này trống nữa phải không? Cái máy này sao mà không có người nó vẫn tính tiền ở đây ta? À, nó đi qua đây nó mua đồ ăn này, nó quay lại nào. Để nào máy trống đã hả Nâng? Máy này trống nè. Bây là quán nét của chúng ta bắt đầu xịn sò hơn đó nha. Khách nó đi vệ sinh. Còn 10 máy nữa. Cái thằng kế bên thì nghe cái mùi nó rất là khó chịu. Không rửa tay hả? Vô đi anh ơi, vô quán nét em đi. Sao mà chừng 2? Chừng 1 là sao? What? Trời trời, em này đứng dậy đi về luôn. Ủa đâu? Vẫn còn tiền đấy mà. À không, tiền bên em này. Trời ơi. Cái máy này không có ai nữa phải không? Nâng luôn. Bây giờ chúng ta còn 20.000, 8 cái máy nữa. Mỗi cái máy 2.000 là 16. Cái máy này nâng rồi. Máy này nữa nào. Bây giờ là 1 giờ chiều. Sao mà mấy thằng này nó quạo quọ dưới vậy ta? Bảo trì là 66, dịch vụ là 47. Còn phản hồi khách hàng. Cái này chắc là quan trọng nè. Dịch vụ thằng này thì thấp. Khoan bây giờ mình không có người. Chết rồi, không có tuyển được ai trên này. Mình chỉ có hai này thôi. Tăng lương cho nó không? Trên là huấn luyện đó à. Tăng kỹ năng cộng đồng không được. Cân đối tài chính kế toán cũng không được. Khả năng sửa chữa cũng không. Chữ X này là sao ta? Không hiểu cho lắm. Ý cách nó về luôn kìa. Nâng luôn đi. Cách này ý thức quá ha. Đứng dậy cái là kéo ghế ra liền luôn. Đúng là lập trình như một con boss thiệt. Máy này nâng luôn nữa nè. Còn 10.000. Ông bố cho mà 25.000 cái gì đó xài gần hết rồi. Thằng này nó hút thuốc. Bên này thì rất là khó chịu. Khách hàng đây cảm thấy cái mùi khói thuốc. Trừ 20 đồng trên giờ. Chết cụ rồi. Mấy cái này cũng vậy luôn. Muốn một cái máy cỡ trung bình. Nó thằng này nó thuộc dạng là hít thuốc thuốc nè. Với mà cái bế nhà vệ sinh theo kiểu truyền thống. Smoking. Cái này là gì? À mình sẽ đi nhắc nhở nó. Anh ơi đừng có hút thuốc nữa. À thằng này nó quạo lên. Nhưng mà mấy người xung quanh đó thì lại vui lòng hơn. Cái máy này giống không? Nâng luôn. Còn đứa nào hút thuốc nữa không? Sau này chắc mình là có một cái khu riêng cho nó hút thuốc quá. Tôi đi. Máy này sao nó chưa nâng nữa? Mình còn nâng 2 máy nữa là xong nhiệm vụ. Rồi, 2 đứa này nó về mình nâng luôn đi. Bên đây, bấm cái này. Ok, xong cái nhiệm vụ. Đợi cái ngày kế tiếp thì mình sẽ tuyển dụng được một cái người mới. Nó nằm ở trong cái mục quản lý. Có ai đâu? Chắc là phải sang cái ngày mới đã. Bây giờ 4 giờ chiều rồi, tới 0 giờ. Tăng tốc độ lên. Hút thuốc à? Từ từ 11 sẽ cho anh hút thuốc. Cảm giác nóng giận trừ 4. Thằng này là cái gì? To mòm hả? Nó thì đang rất là nóng giận nên mất kiểm soát. Đi xua là cái gì đó. Khách hàng này sẽ vuông vua luôn mà không có vui vẻ nữa. Nên mình nhắc nhở nó nhỏ tiếng thôi. Còn cái máy nào chưa nâng nữa không? Máy này nữa. Sao mà khách nó cứ vô là nó quạ là sao ta? Mình còn có 2.000 thôi. Nâng được đúng một máy nữa là hết. À, tất cả nâng đủ rồi. Quá trời khách nó quậy rồi. Mình tăng giá internet lên được không? Hồi nãy tôi nhớ có cái phần tăng giá đâu đây nè. Đây giá đây. Không có máy. Bây giờ máy mình giá 56 thì tăng thêm được một khách hàng. Training bay là cái gì? Không hiểu cho lắm. Sao khách nó cứ vô là nó quạ à? Nào. Cái máy tính này rất là mạnh mẽ đi. Đúng rồi đó. Máy xịn lắm. Khách nó cứ bước vô là nó quạo thôi. Sắp 0 giờ đêm rồi. Này thì to mòm. Cái gì trừ 6.000, 2.000. Data hả? Giá tiền thuê, giá tiền trả lương. Cái này là chi phí bảo trì chính là mỗi ngày tốn 6.000, chết tôi rồi. Tiền này sẽ trừ vào 21 giờ mỗi ngày. Khách hàng cơ bản thì là rất là nóng giận. Dịch vụ cơ bản thì bình thường. Nên 0.1 vào cái cơ bản này. Buổi tối thì rất ít khách hơn. Cuối tuần thì mình được tăng 100% cái lượng khách luôn nè. Nên bây giờ là 3.1 khách mỗi giờ. Nhắc nhở này cái ơi, nó sùm quá. Đến được này nữa hả? Sự khách nó vô là nó quạo à. Mấy em gái mặc váy vô nè. Sao nó chơi cái màn hình giống hệt nhau vậy ta? Em này chắc lướt là Facebook rồi. Nó khen máy mình xịn quá, nó rất là thích thú luôn. Tôi nhanh lên. Sao khách nó cứ vô gặp mấy đứa này là nó quạo à? Chắc là kỹ năng giao tiếp của nó thấp quá. Em này lướt cái gì đen đen đó? Bắn CSGO hả? Khách cứ vô gặp là nó quạo à? Đi, dương tiền lại nè. Này con trai, ngày hôm qua thì làm việc như thế nào? Tất cả các màn hình đã được nâng cấp lên một cái mới rồi. Khách hàng thì rất là hài lòng với cái điều này. Bố thì nghe một số cái lời nói á, thì nói về cái dịch vụ khách hàng của mình thì không có tốt cho lắm. Khách hàng thì chơi game rất là ồn ào, ông thì nó rất là vui, nhiều người thì lại đập bàn nữa, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tôi thì đi nhắc nhở những người đó thì anh ấy có vẻ không vui cho lắm. Bây giờ thì quan trọng là cái kỹ năng cộng đồng. Thì tôi biết là bạn không có thông minh cho lắm thì đừng có giống như mẹ, mở miệng ra là cứ nói này nọ gì đó chẳng hạn. Rồi ok, bây giờ chắc mình phải làm cái gì đó kỹ năng cộng đồng. Hồi nãy là nói mình có quen với ai á, mình sẽ liên hệ nó làm một cái nữa. Bây giờ thì cái tuyển dụng nhân viên mới đó đã có hiệu lực rồi. Nhưng mình sẽ vô cái phần manager đó, tìm một cái người mới. Từ từ. À, Tan vui phải á. Tống à, Tống Vũ Phê. Em này thì kỹ năng sửa chữa máy tính rất là thấp luôn, nhưng mà thái độ với mà dịch vụ rất là tốt. 21 tuổi. Cái hình này AI vẽ hay gì? Tôi nghĩ là AI vẽ lắm á. Ừ. 21 tuổi, trời ơi, trông cô ấy rất là ngọt ngào và mạnh mẽ, không có giống như cái vẻ bề ngoài. Rồi luôn. Cũng được. Mình sẽ tốn tiền lương 177 trên ngày. Ok, thề. Mình phải chờ một ngày nữa hả? Trời ơi, thuê được ai nữa không? Không. Hiện tại là chỉ có 3 nhân viên thôi. Em này lương cao phết đó chứ. Chỉ số cao thì lương cao. Còn mấy thanh niên này đi trên là điên sao ta? Nâng cái kỹ năng cộng đồng lên đấy. Thanh niên này coi GOP hả? Rồi đi trên là điên sao? Bây giờ chọn thằng này. Mình sẽ cho nó đi nâng cái kỹ năng mà giao tiếp lên. Nó vô đây nó học không? Bây giờ mình chỉ còn có một người à, khách cứ vô là nó quạo à. À đi, đây rồi, em nó tới rồi. Chào anh, em là Trần Huyền Mi. Đây nào. Mình sẽ hướng dẫn việc cho em nó. Ok em. Bây giờ có khách nào thái độ em đi em bột mặt nó nha. Thằng này nó kéo ghế, à nó đi vệ sinh thôi, nó vẫn còn chơi game. Thằng này thì đang luyện cái kỹ năng cộng đồng lên. Thằng này ồn ào quá, câm miệng. Cái gì? Trong vòng 3 ngày á, thì cái điểm mà trang trí xung quanh của mình phải đạt được 120 hả? Từ từ. Trang trí thì chắc phần mà... Không. Cái này là cái gì? À cái này là hình như là tôi được trong cái bản demo lúc trước chơi nè. Mình sẽ tăng thêm một cái lượng khách nữa. Dán nó ở đâu bây giờ? Đây. Dướng hả? Vướng cái nền, trời ơi. Rồi đây đi. Bây giờ tăng cái điểm decor này lên thì 80 đồng cộng 1. Cộng 2, cộng 3, cộng 4 luôn. Ủa bự dữ vậy? Bự quá không được rồi. Khoan. Bây giờ thì cái quán net của mình đã được mà 3 khách trên mỗi giờ. Mình có thể là liên hệ với cái cửa hàng nào đó quảng cáo đặc biệt cho mình. Cái lợi nhuận từ cái đồ ăn thì sẽ tăng lên. Tôi bịt mồm hàng này cái đó. Ủa sao không bịt mồm mới được? À em nó tự làm luôn kìa. Nhắc lần này luôn. Thằng này đi ra rồi. Em này tiếp khách thì chắc nó không vào đâu. Đó, thấy không? Người ta nói chuyện, trò chuyện tốt với nhau. Hồi nãy nó báo cái gì nữa ta? Cái gì mà 3 chấm á. Biết. Thôi. Đây, đây, đây. Mình có thể tăng giá cái đồ ăn nè. Nó mọc ra cái bảng hiệu nữa à. Rồi, bây giờ thì cái quầy kệ buôn bán đồ ăn của mình á, nó sẽ tăng giá thêm. Nhưng mà bây giờ tôi quan tâm cái điểm trang trí cái đã. Từ từ. Cái này cái gì? 2 điểm trang trí luôn nè, 2 điểm trang trí. 5 điểm trang trí, phí bảo trì là 20. Vậy tôi treo 5 cái 100 thì cũng không có nhiều cho lắm. Cái này gắn tường á. 2 3 4 5 6 đi chứ, nó đủ. Rồi lỡ thì đi hết cái đường rồi luôn đi. Không, nhiều lắm tốn điện lắm. Trăm rồi, bây giờ 20 nữa, treo bức tranh. Hai bức tranh. Rồi đặt thêm vài cái chậu cây nữa là đủ thôi. Cây này 240 cộng 2. Cây này một ô nhỏ nè. Một cây. Đây được không? Đây bị kẹt trong góc không được rồi. 2 cây luôn. Rồi, vừa đủ. Trong vòng 3 ngày mình đã tăng cái giá trị này lên đủ 120, ok. Đấy, trong vòng 4 ngày thì cái quán quản lý của mình cần phải xếp 10 cái máy tính không được hút thuốc trong cái khu vực đó. Chắc tôi phải làm một cái dàn máy ở đây. Mình dời mấy cái máy qua đụng ta. Không, mấy cái máy nó không cho dời rồi. Ủa, cho nào? Hả? Dưới cái ổ điện này không được à? Phải thiệt. Tôi sẽ xây cái bức tường qua đây luôn, phải kéo cái này đóng rồi luôn. Một, hai, ba. Chỗ này thì anh đừng có hút thuốc dùng cái. Còn thuốc lá. Đây 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 đây, không khói thuốc đây. Thì bây giờ mình sẽ dồn hết tất cả những hút thuốc vào trong này. Bỏ hết mấy cái tụi này không hút thuốc. Cấm nha, cấm hút thuốc đây nha. Rồi. Bây giờ trong vòng 5 ngày á thì khách hàng của mình sẽ cảm thấy cái điểm mà phản ứng á, dạng là cái gì hài lòng á, nó đủ mà 80 điểm. Sử dụng cái mà Internet Cafe Manager á, điều chỉnh cái giá xuống. Rồi. À, cái này mình phải giảm giá xuống cho tụi nó hả? Giảm xuống nhiều, 40 được không? 42. Bấm vô đâu, gì chắc là xong rồi đó hả? Nó còn một số yêu cầu nữa nè. Bây giờ thì kinh doanh cao lên, trong vòng 7 ngày á, tôi hãy được 5 khách trên giờ. Bây giờ bắt đầu cái dịch vụ VIP á, để tăng thêm mà cái lượng khách. Trong vòng 8 ngày á, thì mỗi ngày phải kiếm được 25.000 lợi nhuận. Thêm một số cái dàn máy mới nữa, mất chữ rồi. Trong vòng 10 ngày á, thì đạt được 500 khách hàng, bắt đầu là cái hạn mức VIP cho mình. Ở đây 500 mà ở đây trên 600 là sao ta? Khó nha. Giờ mấy cái dàn máy này cho nó ngay ngắn thôi. Đây cái máy này nó đang xài không giờ được. Thôi tạm thời để vậy đi. Từ từ xây cái bức tường. Đặt quăng ô đi. Hết tiền, trời ơi. Ủa, chỗ này khách nó vô được không ta? À, vô được, nó vẫn đi được cái đường này. Nhưng mà tí nữa mình xây bức tường qua thì nó đi được không? Không, không bị chặn lối đi rồi. Bây giờ mấy cái dàn máy này lên. Thì nó sẽ đi vô đây, nó vòng qua chỗ này được. Ok. Cái cửa mình nên xây ở đây hay là bên đây đó? Tôi còn cái 51 à. Hồi nãy còn được 57 mà. Còn cái 50 nè. Không được, không được. Không thể để thằng này nó... Thằng này nó đang training nữa. Đây là thiếu nhân viên. Cái máy tính này rất là tốt, tôi rất hài lòng về nó. Thằng này không nói chuyện với khách hàng được rồi. Còn 4. Thằng này to mồm á. Đến. Con bé này chứ. Tôi để ý nãy giờ mấy cái em gái á, vô cửa hàng mình á, không em nào mặc cái quần dài cho anh nha, toàn bộ là váy ngắn hết. Thằng này cái dịch vụ nó có 30 à, không cho nó làm nữa. Xì bít cái bức tường đây đó. Cái cửa. Cửa đây. Cái tường này là cái tường trắng này phải không? Đây nè. 600. Thằng này úm súng mấy. Đến. Cây cột, dựng thêm mấy cây cột nữa. Hết tiền rồi. 600. Ok, xong cái vòng này đó. Thằng này cũng to mồm đó. Vô cái phòng hút thuốc mà nó còn gào rú giống đó. Nhắc nó em. Đi như thế này thì nó đi một cái đường vòng luôn. Nếu như mình để cái cửa bên đây thì sao? Em nó đi ra không được hả? Sau đây quạo. Ngửi thấy khói thuốc thì chanh gơ đưa nó ra ngoài hả? Đâu có đưa được. Không được, thằng này đang ngồi. Cái máy này dời xét lên. Không có đường đi hả? Không có đường đi là sao? Thôi chắc cái khu này kệ nó luôn đi, không cần mấy bức tường đâu. Mình lại có 2.000 nữa nè. Không ai đi nhắc nãy trên giấy. Thằng này quá trời, nó tiếp khách không được rồi. Thằng này nó vẫn còn đen luyện nữa hả? Dời cái bàn này vô luôn. Nãy giờ mới có được 56 điểm à, trừ 3.000. Chết tôi rồi, phá sản rồi. Ủa, cái gì vậy? Tạm thời cái này hơi bị thừa rồi, nhưng mà không dám bán. Bán hồi không có tiền xây lại. Tóc lên. Nín, nín. Sùm. Coi có mà nãy giờ đủ cái điều kiện gì chưa? Hầu hết khách hàng của mình đều vô đây là làm mấy cái thư giãn giải trí như thế này. Cần một cái không khí trong lành. Cái này lên đến 300 fan 50 rồi, gửi 50 rồi sao ta? Nâng đi. Cái gì đây? Khuyến mãi giảm giá gì á? Để nâng luôn. Bây giờ mình 14 máy, 14 máy trong đó 23 máy cấp cao. Khách hàng thì rất là hài lòng. Khách là 4.3.8 khách mỗi giờ. Tôi sẽ làm thêm 1.000 máy ở đây nữa. Tối qua thì số người trong cái quán net này đã bị giảm rồi. Tại sao? Đang hiu cái em mới vô, em nhân viên mình mới tuyển thì đang mà ngủ gục trên cái bàn này luôn, trên cái bàn đến tiền của mình. Thằng này cầm cái áo này hả? Trần Hảo Nam phải. Trần Hảo Nam đi bên cạnh cô ấy một cái kết nhẹ nhàng, cầm lấy một cái quyển áo và định đắp lên cái ghế bên cạnh của cô ấy. Biến thái, anh làm gì đó. Hên thằng này đẹp trai á, chứ mà như cái mặt tôi là em này nó báo cảnh sát luôn rồi. Đó, không có gì. Tôi sợ cô mà bị lạnh thôi. Tôi định đắp cái này lên trên. Tan Du thì chợt nhận ra cái thái độ của mình hơi bị sớm nên là hơi là bất ngờ quá, hơi xấu tính tí. Rồi, tôi không lạnh, cảm ơn anh. Đó, bắt đầu nó bón cơm chó cho mình rồi đó. Nét, nét tua luôn nè. Anh em để ý gái trong này không em nào biết mặc cái quần dài á. À, có em này biết, cũng hơi dài tí. Làm ăn kinh doanh cái gì cũng lỗ hết, âm vốn rồi. Ủa, mình còn thằng nhân viên đâu rồi? À, nó đứng đây nè. Coi cái gì trong góc. Thằng này có 32 thôi. Thằng này 40 là đi trên được cái này nè. Thôi, đi ra đó làm cái kỹ năng cộng đồng đi. Một mình em này lo tiếp khách ở đây được rồi. Thằng này thì mình không cho nó tiếp khách nữa, nó chỉ có 32 trên 32 thôi, thái độ nó rất là cọc luôn, bốn mắt đều kiến, chỗ che chống hịch tôi luôn. Mình đuổi nó luôn được không ta? Thái độ năng lượng còn 20%, 20% còn có 10% à. Tăng lương cho nó. Tăng lương cho em nó 250 đô, 250 tệ một ngày á. Làm phim liền. Tăng gấp rưỡi luôn luôn đó. Sắp Tết nhất rồi đó. Có tiền lại nào. Nhắc đó 71 rồi nè, sắp đủ rồi. Thằng này cũng sụp mày. Hút thuốc rồi còn nóng giận nữa. Nó muốn cái máy tính cấu hình cao. Bây giờ mình có 2.000 tệ rồi. Từ từ mình sẽ nâng một cái dàn máy nữa. Thằng này gánh gùi quá thì đi mà. Ủa? Gip là cái gì? À, gip là mình lại mình hướng dẫn cho nó. Trời ơi, sao thằng này mình không chọn nó được ta? Được rồi nè. File là đuổi việc nó hả? Không không, cho nó đi nghỉ ngơi đi, cho nó một ngày nghỉ ngơi lay off đi. Hiện tại cái nét của mình nó vẫn còn rất là nhỏ. 72 rồi, 4.000 tiền rồi. Trang 6 giờ sáng ngày mới hả? Mấy thanh niên này làm việc ngày đêm luôn á. Tuyển được ai nữa không? Thằng này nó nãy giờ nó luyện là luyện được cái điểm gì ta? Nó luyện cái điểm này phải không? Hết máy rồi nên nó phải ngồi chỗ này mà nó không chịu được thuốc lá. Đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Nè có máy nè. Chị ra ngoài ngồi đỡ đi. Đây, chị qua đây ngồi đi. Mình em này lo hết luôn. Khách của mình nó vô nùm nụp luôn. 9.000 tiền coi, nâng máy anh em ơi. Khoan, hết ngày hôm nay nó trừ khoảng 7.000 nữa hay gì đó. Đâu rồi ta? Đây đây đây, mỗi ngày nó trừ mình khoảng 7.000 nữa. Vậy là mình còn lại khoảng 2.000 à. Thằng này nó trên nãy giờ là nó lên cái xe vệt đó, xe vệt này không cần. Nghỉ đi ông nội ơi. Ông nâng cái chỉ số này lên có tác dụng gì đâu, tôi có cho ông làm cái dịch vụ này đâu. Rồi bây giờ nó bắt là trong vòng 7 ngày mình phải đạt được cái này nữa. Bây giờ mới ngày 3 thôi. Vip vip vip. Nhãn hiệu co-op còn 2 ngày. Giá máy tính cũng rất rẻ luôn. Top Config Computer. Này không sụp máy. Ngậm miệng lại anh. Rồi em này về lại tính tiền tiếp. Quá trời khách này anh em ơi. Không có máy nó quạo nó bỏ đi rồi. Thằng này nghĩ trên đi. Không hút thuốc được thì ra ngoài này mà ngồi. Hết máy rồi hả? Thằng này nó cần máy cấu hình trung bình thôi, nên mình không có máy trung bình nó không thích. Máy tính của mình nó mạnh quá. Xây thêm một vài cái máy trung bình nữa, hoặc là máy cao nữa. Cái bàn đơn giản. Cái bàn này cộng tí điểm. Cái bàn này 800 tệ cộng thêm một tí điểm AirPod. AirPod của mình thì khá là đông nhau, nhưng mà cái này nó giải trí. Nó thì muốn nghe nhạc trên những cái cổ máy trung bình thôi. Lấy cái này đi. Để đây thì nó hơi vướng đường đó. Thôi, 4 máy thôi. Từ từ mình mở rộng lên sau. Nó hút thuốc thì ảnh hưởng hơi bị nhiều đó nha. Nên tí nữa có gì thì sẽ để một dàn máy ở đây. Có gì hai thằng mình sẽ dời hai hút thuốc này qua chỗ này luôn. Tạm thời như thế này đấy. Thằng này nó chen suốt lên 36 điểm luôn nè. Em này làm việc một mình. Bây giờ mình nâng cái dàn máy, nâng sau. Chọn cái bàn vui đinh. Cái set này là set cấu hình cao rồi. Bây giờ chơi cái set cấu hình nhỏ nhỏ thôi. Cái này là cái gì? Hết hàng hả? Cấu hình trung bình thì chắc là hay yếu ta. Hay là chơi con hai end luôn đi. Chơi thử con hai end đấy. Cạc xịn nhất. Đó. Gam 1GB tối đa luôn. Light hacker. Mantis. Bot. Rồi còn lại cái màn hình. Màn hình xịn sò nhất. Vẫn là 2 thôi. Thì mình đâu có cần lắp mạnh như thế này. Cái này vàng này có 6.700 này à. Chơi cái vàng rẻ nhất nữa anh. CPU cùi nhất. Card cũng cùi nhất luôn. RAM cũng cùi nhất luôn. Cái này giản dị nhất luôn. Màn hình thì khá khá lên tí. Không ổn. Chấm than đó cho anh này. Lên medium được không? Màn hình thì lại quá cao. Đây, mình sẽ lên một bậc để lấy cái medium là được rồi. Card này cũng hơi thấp nữa. Card này lại hơi cao quá. Cái này cấu hình thấp. Video này nó lại thấp là sao ta? 95 lại quá thấp. 140. Video này 1900 lên 26 luôn. Ngon rồi đó. Bây giờ CPU hơi yếu. CPU lên A5. Lên thao 5. Chưa chiến được cái event này hả? Nhưng mà chơi được mấy con game nhỏ nhỏ như thế này. Xem cái video thì cái màn hình nó lại không ngon lắm. Trời ơi, nó khó tính quá vậy. Game này đang 100 tệ. 200, ok. Lên cái màn hình lên tí nữa. 27 lên luôn nè. Vẫn chưa vừa lòng. Vẫn chưa vừa lòng. 5.000 tệ. CPU hơi yếu một tí nhưng vẫn chơi được. Tiết kiệm hơn cái vàng kia. Bùi. Bùi luôn. Hết tiền. Ủa em này sao cáo gì vậy? Tự nhiên lại ngồi nóng bão là sao? Anh khách VIP này anh không chịu được khói thuốc này, anh đi ra chỗ này anh ngồi. Tối nay mình bị trừ tới 8.000 lận. Ủa không, mình trừ tới 7.000 lận. Thật là thoải mái quá đi à. Ngon. Này vẫn 75 hả? 76 hả? 77, 78, sắp đủ rồi. 79, 80 rồi. Thằng này to mồm. Thằng này nó ngồi nó luyện hoài luôn hả vậy? Hãy đi nhắc chở tụi nó cái ấy. Thằng này đừng có luyện võ nữa, đứng gì đi làm giùm tao. Ừ, thằng kia quay trở lại nè. Thằng Lý Phan quay trở lại nè. Thằng Lý Phan. Thảo Nam đã hoàn thành cái thành công. Cái phiêu bây giờ đã tăng cái mức giới hạn lên 10. Cái dịch vụ này thực ra cũng méo cần cho lắm. Thằng này nó không tiếp khách được nhưng mà nó làm được mấy cái khác. Tôi cần là cần cái chỉ số tiếp khách này hơn nào. Một mình em nó làm nổi. Em nó đâu tiêu vậy. Thằng này nó vô là khách nó quạo à. Ừ. Khách vô gặp này nó quạo à. Không cho nó tiếp khách được. Cần phải có chủ cửa hàng thì mới đuổi việc được thằng này. Thằng này là thuộc cái dạng nhà giàu, không quan tâm cái vấn đề về giá luôn. Chịu chi rồi ok. Chịu chi hả? Một ngày bận rộn đã kết thúc vào lúc cái 10 giờ tối. Những người trẻ tuổi thì bắt đầu rồi cái quán nó làm cái gì đó. Bây giờ có hai cái thanh niên trung niên gì. Nét. Hai người ngồi trong cái quán game này chơi game. Sau một vài phút thì bảo vệ tao, nó đang đi lên cái cầu thang. Điện thoại đang kêu, đợi tí. Bot gọi hả? Rồi. Game này nói quá nhiều luôn á. Thực sự. Vào một ngày buổi trưa, nơi có một người bán dưa. Chưa kịp dịch. Đánh. Đi, có tiền rồi. Lên dàn máy. Lên luôn dàn máy. Có tiền là mình phải phung phí liền. Em được tiễn được ai nữa không trời. Tăng lương cho mấy đứa này lên luôn không. Thằng mình đang trên là cái thằng có cái dịch vụ rất là thấp. Bây giờ khách nó vô đông quá rồi. Mình em này làm không nổi rồi. Thằng này đứng chơi vậy đó hả? Trên cái này nó có lên cái điểm này không ta? Thằng này cái thái độ nó thấp lắm, không cho nó tiếp khách được, chỉ cho nó đi làm mấy cái bảo trì gì thôi. Thế nào, cho nó đi nhắc nhở người ta thôi. Tính tiền thì một mình em này tính được rồi. Nãy giờ vẫn 77 ta. Điểm 6. Sao liên tục. À, mình có 3 con máy này. Bán lỗ cho mấy anh luôn đó. Lỗ nặng cho mấy anh luôn á. 22 tệ một giờ thôi đó. Thằng này cái điểm nó 40, 78, 40. Nó tăng cái điểm gì lên không? 42 được rồi đó. Tăng cái điểm này lên ít nhất là 50 để cho nó nói chuyện với khách. Tiếp em này. Đây, mình bắt đầu có lợi nhuận đây. Nhà vệ sinh có vẻ là thiếu thiếu nhau. Đây, đạt được rồi nào. Cái này là cái gì? Đạt được 25.000 tệ lợi nhuận. $19,611. Cái này là nó tính sau cái mỗi ngày đúng không? Sao mà cáo giận? Chị VIP này, sao chị lại thái độ vậy? Ngửi mùi khói thuốc hả? Chị ra đây ngồi đi. Vào một buổi sáng thì ai nằm gớt cái gì đó hả? Dấu hình mở ra, bên trong nó là rất nhiều tiền. Trời ơi, nó là hai cái shop mà nhân tệ bên trong luôn. Nó là 20 vạn. 20 vạn này 1.000 tệ như Việt Nam đồng ta. 1 tệ là 3 rưỡi đây. 1.000 tệ 3,5 triệu. Cái này khoảng 70 triệu. Trời ơi, cái gì đó? Tôi không biết ai nằm gớt ở đây. Không có gì. Nói thiệt đi ông nội, nói dối làm cái gì? Tính điểm tiền của khách hàng hả? Khi nói chuyện thì một cái người đang dạo bước vào bên trong cái quán cà phê. Ốt, sếp ơi, có nhìn thấy mà cái ví tiền nó ở đây không? Mình sẽ hỏi có cái gì bên trong. Rồi, thằng này nói đúng. Nó có 20.000 tệ. Nó chia làm 2 shop. Đúng rồi đó. Vậy là của thằng đó rất thiệt. Người đàn ông bắt đầu nói về cái số tiền trong đó. Rất là chính xác. Anh thì không cẩn thận chút nào. Đây, cái lượng tiền mà anh làm rơi tối qua ở quán cà phê đây. Anh thì một tay đưa cái túi tiền cho cái vị khách hàng, đó là đếm. Người đàn ông trung niên đã nhận lấy nó. Cảm ơn rất là nhiều. Tôi là phải đi thuê cái số tiền này. Tôi không đủ tiền mà để ở khách sạn nên tôi phải ngủ qua đêm ở quán Internet Cafe. Đúng khổ luôn. Đừng có mà vứt nó linh tinh nữa, đừng có làm mất lần nữa. Tôi sẽ đạt được cái banner này nào. Cái tấm tơ lụa gì đó. Cái này có rồi mà ta. Lần demo lần trước tôi chơi là có rồi mà. Nè nó nè. Bây giờ xây thêm cái nữa được không? Không. Lừa đảo. Ê, quên phân đó, nó chưa hút thuốc rồi. Chỗ này không hút thuốc nha. Hút thuốc thì anh vô đây. Nó bỏ về luôn. Bây giờ có tiền rồi chứ gì. 7.000. Nâng luôn dàn máy. Đó, lên dàn máy nữa. Ở đây nó vẫn bị ảnh hưởng khói thuốc hả ta? Nó ảnh hưởng nè. Nên chắc phải hy sinh cái mớ ở đây đi. Mình che ngang đây luôn. Về Quang Ô đi. Về Quang Ô đi được không ta? Còn mùi thuốc đâu mà còn. Che như thế này vẫn dính thuốc hả? Rồi nó vẫn đi ra được. Thì mình dời cái bức tường này qua cho nó kín lại. Ngon, tiền vô như nước rồi anh em thấy chưa? Vui 27 máy. Bây giờ thằng này xong cái kỹ năng giao tiếp rồi, nó đã tăng 10 điểm. Thằng nào đâu 40/50. Cho nó thêm một vá nữa. Em này là muốn một cái máy trung bình nhưng mà mình có 4 máy thôi. Hiện tại đang full lót, không cảm nha. Cho thanh niên này để cáo như vậy. Tự nhiên ngồi quạo giờ, không có lý do gì nữa. Thằng này nín. Đi mà bóp đầu nữa em. Có tiền rồi, mình bắt đầu trang trí thêm. Bây giờ vô phần này, phần decor. Để đây thì nó vướng đường quá. Để đây được không? Ở đây nó cũng vướng mấy cái nhà vệ sinh hết rồi. Cái này đi, cái này thì nó nhỏ hơn nè. Đây, để đây. Mình còn 12.000 tiền lận, vô tư đi. Không, tí nữa có cái gì để sao, để luôn đi. Bây giờ tranh bọng gì đâu. Ngon. Còn tới 12.000 nữa. Mình nên nhân một cái dàn máy siêu vip không? Nâng cái dàn này thành siêu vip không? Thay cái bàn này thay sao ta? $19.000, 8 giờ tối rồi. Bao giờ nó mới thống kê lợi nhuận ta? 16.000, 19.600 đồng. Đi bọc tay nó anh, để nó ôm sùm quá. Anh này không có cần cái máy nào nhưng mà quán ném mình full lót rồi. 5 khách trên giờ nè, 5 khách trên giờ thì có được cái gì nữa không? Không, một ngày nữa mới hết cái nhãn hiệu tài trợ đó. Mình bắt đầu tăng giá lên. Cái gì? Tăng giá xong nó quạo hàng lột là sao? À không, thằng này nó không sùng thôi. Thằng này cũng nín luôn nha. Thằng cái bên nó chửi lại. Chết rồi, quán đông quá rồi. Còn thiếu, rồi ngày mai nữa là đủ. Mình 10 mấy ngàn. Thằng này nó ngồi đây vẫn dính những khối thuốc đó ta. Rồi, để cái cửa vô là hết. Bây giờ cái dàn máy này cái bàn này chứ. Cái bàn này tôi muốn nâng nó lên thì nâng sao ta? Ủa? Cái máy này nó có bị mà yếu đi nữa nha. Bảo trì nữa nha, cần bảo trì nữa. Trời ơi, máy móc mà không bảo trì là nó hư nữa. Cũng khổ luôn á. Buổi tối rồi, 5 giờ tối rồi, nên mà cách của mình nó ít hơn bình thường. Máy này sửa xong rồi hả? Đang cài đặt lại. Vô mà cày gót nữa chứ, trời ơi. Ờ đúng rồi, thời này xây gót thôi. Rảnh máy nào thì sửa máy đó đi. Cái này 90% là máy này nhiêu? Máy này 66 à, sửa luôn. Đến để nó phải nên tự động làm chứ. Máy này gót tới nào mới xong nữa. Một buổi sáng thì Danh Quang đến với quán cà phê là nói với Trần Hảo Nam về cái việc kinh doanh của cái quán cà phê này. Khách hàng thì mà có chọn về cái số lượng nhỏ thì có thể tặng thêm cho họ một cái giờ chơi. Rồi ok. Nhưng đó là chúng ta sẽ lỗ tiền thôi. Mất cái gì? Quán cà phê mở cửa 24/7 một ngày thì không có nhiều người đến đây. Trong khi máy móc thì luôn lại để trống. Rồi ok. Gì siêu gì? Ở nét đây. Cô ấy muốn mà một cái công ty với cái gia đình của chính cô ấy luôn. Ủa? Chiêu trao à? Chiêu cháu à? Chưa kịp đọc nữa. Chữ nó dậy nhanh. Đây. Thằng này bây giờ đã huấn luyện thành công. Trên nó thành công rồi. 60 thì được chưa ta? Máy này bây giờ tôi muốn nâng một cái vàng lên, thay cái bàn đi nữa. Cái bàn này nó tốn 3 ô hết ta? Tốn 3 ô thì chắc là chưa thay được đâu. Tốn 3 ô thì mình có thể thay được hai cái dạng này luôn nè. Bây giờ mua thêm cái bàn mới. Cái bàn này cho mấy thằng AirPods đi. Phan. Cái bàn này thì 3 ô lận, chơi cái bàn AirPods nó vẫn ngon hơn. Không có chọn được cái bàn. Bán luôn. Cần phải bán cái máy tính trước tiên. Cái máy này không có dời được hả? Cái máy này nó bắt buộc phải gắn với cái bàn hả vậy? Bây giờ cái máy nó đang mà cài đặt lại. Đợi nó cài xong đó. Ở đây thì mình có 17.000 này. Mình làm cái vàng xịn nhất luôn được không? Xịn nhất thì mình có A7 nè. Cái cạc. Bàn 6. Gam. Gam 2GB. Màn hình. Cái cây với cái màn hình xịn nhất luôn, 29 inch, tốt đó, tốt vui. Anh em thấy chưa? bán có 30% giá thôi. Để sao cái bàn này màu trắng thì gì ta? Đó, đi rảnh rảnh thì đi sửa máy đi. Không, cách đang xài không có sửa bậy được. Máy này mới sửa rồi, máy này cần sửa nữa nè. Máy này cài hơi lâu nha. Boom God bây giờ nó nhanh lắm chứ không có lề mề gì đâu. Máy này sửa luôn, máy này sửa luôn. Hôm nay bảo trì đi, không cần kiếm tiền nhiều quá. Cách nó đang ngồi á. Đây đây, máy này sửa xong rồi nè. Nên từ đã bán luôn cái vàng này, bán luôn cái bàn này, dời cái này qua. Rồi bây giờ chúng ta lên một số cái bàn mới ở đây nữa, dạng là siêu máy tính. Vàng xin trò ở đây là vàng 18.000 thì chắc dư sức rồi, mua cái máy 10.000. Đó, GGB cho anh em luôn. Xanh đỏ tím vàng. Thằng này thì vẫn chưa cái đủ trình tiếp khách hết ta. Thôi thằng này đừng có tiếp khách nữa. 54 vẫn còn rất là thấp luôn. Cái em nhân viên của mình đâu rồi? Ơi, em này có biết sửa máy đâu, đi sửa, trời ơi. Xem này cây cú gì vậy? Không ai đi bịt mồm con bé này một cái. Nó gào quá rồi kìa. Này, qua bịt mồm đó. Con bé này cũng nhiều chuyện luôn. Nín. Mấy cái máy này không được hút thuốc. Rồi em này một việc thôi. Hai cái máy này đang gót, đang cài win. Cái này tranh thủ sửa đi, cái này sửa luôn. Máy này mới sửa xong, ok ngon. Máy này chưa sửa, sửa luôn đi. Máy này mới sửa xong, đang sửa. Cái máy này quá là mạnh mẽ đi, em rất là vui. Sáu 600 khách hàng viết làm sao mà để được ta, còn một ngày nữa hết rồi. Thêm vàng đây nữa. $10.000 tệ là cái máy này 30 củ đó, 35 củ, 40 củ luôn đó. Em này sao không coi cái gì vậy? Chắc đang coi phim rồi đó. Hai em này coi chung bộ phim thì ngồi chung máy đi. Để coi mình còn xây được cái gì nữa không? Bây giờ mình có tiền nè. Trang trí thì không còn cái gì nữa đâu. Cái này nó mắc bãi ra luôn á. Cái 20.000, nghĩ sao mà cái miếng gạch lát như thế này 20.000. Bên cái này nó chỉ có tường thôi. Yêu cầu là Lia GT là cái quái gì? Đây 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 đây. Điều hòa, lắp thêm cái nữa. Hai thằng to mồm. Bây giờ lắp cái điều hòa ở đây. Thêm một cái nữa ở đâu bây giờ ta? Để đây thì nó chướng quá. Để ngay cái nhà vệ sinh luôn hả? Cũng được. Ăn xong rồi ỉ luôn. Nó nhanh gọn không? Đó. Có ai mua không? Hai thằng này bây giờ nó rảnh rỗi quá rồi. Để cho nó đi luyện thêm mới được. Cho nó nghỉ nửa ngày để cái chỉ số này nó hồi lại. Bây giờ phải giữ một cái máy giãn cho nó giãn lại. Chắc là cái này đi. Nó học cái máy này thì tôi không biết nó học nhanh hơn không. Cho thằng này nó lên 70 nữa mới được. Bây giờ khách vô quán mình nó coi phim là nhiều rồi chứ nó chơi game ít lắm. Có ai mua đồ đây không ta? Người có kìa. Chỉ ra ngoài mà ngồi. Sáu mươi hai rồi, cố lên 70 đi. Cái thằng ngồi kế mình nó rất là đẹp trai hả? Phải thiệt. $25.000 chết rồi, âm tiền rồi gì rồi rồi gì. Cần phải kỹ năng kinh doanh lên đến 600 bật cái nữa. Khuyến mãi giảm giá sập sàn cho các anh luôn. Mời vào. Hình như máy mạnh là nó luyện nhanh hơn nè. Sao cái máy này không ai ngồi với anh ta? Nè, cái máy này không ai ngồi hết là sao? Đâu có training cái máy này đâu. À, khách nó vô ngồi nè. Máy này 100%. Ok. Chín 16 thì chưa ok hết. Thằng này lên mới 64 mà còn lâu lắm. phải 20 cái vàng siêu xịn mới được. Bây giờ phải 5 cái vàng siêu xịn nữa nè, xây thêm 2 máy nữa thì mình tăng thêm được cái lượng khách mà không ngon. Tăng thêm có 2 lượng khách nè, không bằng mình bán cái này đi. Bây giờ mình cần tiền hơn là cần khách. Khách của mình bây giờ là 6 rưỡi trên giờ rồi, à, không bao giờ thiếu khách đâu. Bảo trì một máy nha. Máy này mới bảo trì xong. Máy này còn bảo trì nè, đang có khách này. Máy này thì sao? Máy này mới xong rồi. Máy này bảo trì luôn. Em này ngồi coi phim đúng cái kiểu mà tư thế vô quán net ngồi coi phim luôn nè. Thấy chưa? Co 2 cái giò lên, ngồi rất là thoải mái, chiêu thư giãn luôn. Này nín đây. Máy này thì mới sửa xong rồi, bảo trì xong rồi. Máy này cần sửa chữa nè. Không, cách đang ngồi thì không có. Bọc tay nó, anh nhín cái miệng luôn nha. Đó, đến được em này hả? Rồi, máy này xong rồi nè. Kết thúc một tuần á, thì mình có rất là nhiều sinh viên đến cái quán cà phê vào cuối tuần này. Đây gì đây? Chào anh em, cho 2 máy đi. Một cái người đến đây và gọi là lữ bố, lữ quý à, là cái anh bạn hàng xóm cùng đứa nhỏ. Khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta luôn chạy đi chơi cùng nhau. Và bây giờ thì đến cái quán Internet Cà Phê. Sao lại chạy đến đây? Một cái lớp học mà địa hả? Hai thằng này trốn học đi chơi ha. Trong khi nói thì có một cô gái đi đến. Đây, ôi ôi ôi, nữ quý ơi, hai. Thằng người anh em, đây là học sinh hàng đầu của lớp tôi, bạn đã gặp bao giờ chưa? Bắt đầu đôi mắt sáng lên này. Trời ơi, nó lại bón cơm chó cho thanh niên này rồi, đúng khổ luôn. Coi vô chơi đi, đừng có chơi lâu. Nó nhắc bạn gái theo chơi game, còn mình là thằng chống nét. Cuộc đời nó phủ phàng. Chạy bên phải đi, nhìn kỹ kìa, cẩn thận vô. Rồi bắt đầu mà bà lắp bạn gái nữa rồi. Thằng này xấu tính quá, không được rồi. Rồi đừng có giận mà. Em này thì mà bị giáo viên phàn nàn về cái vụ bài tập gì đó. Báo kết quả bài tập mà em này muốn là học hành chăm chỉ hơn để vô cái trường đại học, chuẩn bị sẵn sàng cho cái tương lai. Cái tiếng ồn ào trong internet thì bất ngờ bỗng dưng trở nên im bặt luôn. Tội nghiệp thanh niên này không? Chơi game một mình. Không bao giờ có tâm trạng chơi game nữa. Thôi đo học đi, chơi cái gì mà chơi. Ai đi bịt miệng này có ai? Cô gái ngồi kế mình trông rất là đẹp, cộng 10 điểm cảm giác hưng phấn. Bây giờ này luyện khiêu xong rồi nè, nên cái máy này thành cái máy chơi game đi. 60 thì cho nó luyện thêm tí nữa không? Quán net bây giờ vận hành ổn định rồi, bây giờ chỉ cần kiếm tiền nữa thôi. Phải thiệt. Đến hồi xưa đó mua đồ ăn á, đâu có cần phải mà như thế này đâu, chỉ cần ngồi trên cái máy đấy, bấm một vài nút order là nhân viên nó tự đem đến luôn, chứ khách nó đâu cần phải ra mấy cái quầy này nó mua làm cái gì. Bây giờ tiền mình nhiều quá rồi, quá nhiều tiền luôn rồi. 28 trên 28 máy full hết. Thằng này có phải khách VIP không? Bọc tay nó bùm sùng. Cái máy này mới bảo trì xong rồi. Bây giờ mình còn một vài máy chưa bảo trì thôi, nhưng mà bây giờ đang là khách đông lắm, nửa đêm nè. Rồi 8 ngày đã kiếm được 25.000 yên, còn sau đó trong vòng 10 ngày là 3 ngày nữa mình phải kiếm được 600 khách thì chắc xong cái quest này là hết thôi, nên game này chắc ngừng ở đây được rồi. Đây là cái bản demo nên có chơi nhiều thêm thì nó cũng không có cái gì mấy nữa đâu. Cái máy này mới sửa xong mà bây giờ nó còn có 80% mấy. Bây giờ sắp đủ 30 máy. Nãy xây mấy cái bàn này tốn diện tích quá, xây cái bàn đôi này được rồi. Thiệt. Nhắc nhở nó em này cái chỉ số cao lắm nên nhắc nhở chắc nó không có bạo đâu. Đó, nó cũng mừng luôn, được gái lại mà vỗ vai động viên mà. Bây giờ nâng thêm 2 máy nữa cho nó đủ mà 30 máy đi nghỉ. Trời, giờ quá nhiều tiền rồi. Xong, đạt được 30 máy tính gì đó. Chúng ta có thể đang chạy cái này rồi, không có được co-op với những thương hiệu khác. Chết tôi rồi. Thì có thể là được cái này nè. Mở cửa ra, bột đó. Nín. Rồi thôi, game này chắc chơi đến đây được rồi. Ngoài ra thì chắc không còn gì để mình khám phá thêm nữa đâu. Thì lướt Apple. Rồi ok, coi như xong con game thứ nhất. Giả lập máy tính cũng khá là ngon đó. Bây giờ qua con game thứ hai. Lysfanga Time Shift Warrior. Game này lúc trước tôi có lướt sơ sơ gì nó. Trong cái đợt mà Game Awards á, người ta có đề cập đến game này khá là nhiều luôn. Anh em mà xem cái đợt trao giải Game Awards của năm 2023 chắc còn nhớ. Mình có thể tạo ra 3-4 cái clone cùng lúc. Trong trailer thì nó khá là ổn áp á, từ cái mặt đồ họa cho tới hình ảnh rồi luôn. Effect nó rất là nhiều thứ. 13 tháng 2 vậy con game này là 3 ngày nữa nó ra mắt rồi. Tuy nhiên con số follow này rất là thấp nha. Tôi không hiểu sao con game này nó đánh mạnh marketing như vậy mà cái số follow nó lại thấp như thế này. Nào, khởi đầu nó rất là tốt luôn. Nhảy một phát lên thẳng trên này luôn. Là hơn 1000 follow luôn á. Nhưng mà sau đó nó gần như đóng băng cho tới khi cái đợt này chắc là Game Awards nè. Cuối tháng 8 là mở màn cho cái Game Awards á. Chứ chưa tới lúc đó đâu. Cũng đẩy lên được một khúc nữa khoảng 500 nữa. Rồi tới đây là khoảng một tuần trước khi con game review á. Steam nó sẽ boost cho mình cái lượng tương tác rất là nhiều. Đó là mới lên được có 2000 đó. Nhưng mà thực sự con số 2000 cho một con game như thế này nó rất là thấp. Tôi đánh giá cao con game này hơn. Nên mà bây giờ vô chơi thử coi nó làm sao. Cái bản demo này họ chưa có dựng được cái thumbnail nữa. Game này phải để cửa sổ nha, nó không có VSync. Tôi vô option tôi coi rồi, nó thiếu cái VSync trong đó. Nên bắt buộc phải để cửa sổ để có thể tối ưu được 144 FPS nè. Đó. Unity. Game này khuyến khích thiết kế dành cho tay cầm gamepad. Setting Armad Sheet thì chắc là không đâu. Tấn công hiệu hướng chuột có nè. Control đớp A D chuột trái chuột phải này, tiêu kêu fail gì đó. Q R C K I L B. Ánh sáng thì không cần. Tôi không thích ánh sáng game này lắm. Cái này là cái dạng chung cổ là cổ điển là gan phim á. Guardian thì bật đứa đây. Sương mù thì không đâu. Còn cái gì nữa không? Cái farm gate này mình không giới hạn được hết ta. Nào. Xuống 120 cũng được đó. Rồi, nhấn X apply. Audio SFX hơi to. Ta bắt đầu chơi. Mình có thể sử dụng cái kill bằng cách nhấn nút E. Mỗi kill thì nó cần có thời gian cooldown của chính mình. Đây là cái bản Steam Next Fest demo. Cảm ơn bạn đã chơi cái bản demo này. Trải nghiệm thì cái bản demo này chỉ từ 20 đến 30 phút thời gian chơi rồi luôn. Vào ngày 13 tháng 2 á, thì cái bản đầy đủ sẽ ra mắt đến 15 đến 20 giờ. Trải nghiệm chơi đầy đủ. Mình có cơ hội khám phá thêm một cái thế giới của Atlanta. Rồi ok. Cái gồ kết này là sẽ không có xếp trong quá trình chơi. Tính năng này sẽ khác biệt trong cái phiên bản đầy đủ. Đây chúng ta đây. Nhấn chuột trái hoặc là chuột phải để tắt hả? Trên này không có đường, không có lướt xuống giật được. Ok, không có phân down. Đát hoặc là né tránh thì nhấn nút cấp. Ok luôn. Đát qua này được không? Không, bắt buộc phải phá tường. Đây là cái đoạn trong cái trailer nãy nè. Khi mà bắt đầu mỗi trận chiến á, sẽ có một số cái mà kế hoạch mình phải lên phương án kế hoạch trước khi hành động, di chuyển WASD. Khi mà xong rồi đó thì nhấn nút cấp để bắt đầu. Ok. 10. Đây là cái số lượng mà mấy cái quân địch ở đây, nó sẽ hiển thị góc trên bên trái của màn hình. Mình phải giết của nó và mới đẹp. Khi mà chiến thắng á, thì mình sẽ quay về cái camera. Kim nền mỗi lần á, thì sẽ có một cái nội tại là Rewind Time. Sử dụng nó khi mà bắt đầu cái trận chiến, mình sẽ tạo ra một cái clone nữa của mình, lặp lại những cái hành động của mình trong lúc đó. Cái sức mạnh này sẽ kích hoạt là khi mà mình chết, để kích hoạt nó thì nhấn EG. Khi bắt đầu trận chiến thì sẽ hiện cái thanh này. Đây là số lần hiển thị ở chính giữa ở trên. Khi mà ghét cái đòn tấn công hoặc là mất máu hay là cái gì đó sẽ tự động rewind time hả? Bất kỳ rewind thì tùy chọn không là xong. Nó còn số 3 nè. Cục này là cái gì? Đấy. À. Bây giờ con clone nó lặp lại y chang cái hành động của mình luôn. À, cái chiêu E là gom quái lại. Tí nữa mình gom kéo được 4 con á. Xong rồi, thành tích của mình là 33 giây. Không hiểu cho lắm. Vậy là lúc nãy con clone của mình á, nó đánh cái đường dưới với đường trên. Rồi xong mình đánh cái đường chính. Nên cả hai cùng lúc dọn quái á, thì nó sẽ chia đôi thời gian. Giữ nút cách để trượt. Chạy. Có cầu thang nào. Tí nữa lên. Ở đây thì không có đi được. Cái góc camera nó là cố định nha. Mình không có thể thay đổi được. Qua đây hả? Trời ơi, nãy đi cái đường này nó lên nó nhanh hơn không? Ở đây có 8 con quái nào. Khi mà con quái nào mình đã giết trong cái dòng thời gian của cái clone trước á, thì nó sẽ hiện cái đầu sọ trên đầu. Những cái con cái đầu sọ này thì nó sẽ không phát hiện ra mình nữa, trừ phi mình tấn công nó thôi. Mình có 3 con clone với mình, đó là 4. Vậy ở đây 8 cái thì trung bình mỗi lần mình đánh 2 con. 1, 2. Không được. Lần đầu mình sẽ đánh 2 con này, lần thứ 2 là mình dọn nguyên cái khu này. 1 nè, 2 nè. Rồi 3 mình đánh 2 con này, 4 mình đánh con này. Coi, ok. Rồi, quay lại. Rồi, 2. Này mình đánh con này. Rồi quay lại. Lần cuối cùng là cái bản chính của mình. Rồi ok. Thời gian hoàn thành 27.75 giây. Quá nhanh. Anh em thấy dân chuyên nghiệp chưa? Cái này là cái cuốn sách dịch chuyển của mình. Bây giờ để cái này nó có hiệu lực thì nó sẽ sáng lên. Sử dụng cái ghép đây để mình chiến thắng cái thời gian thử thách thì mình sẽ kích hoạt được cái này. Nó 35 giây, tôi 27 giây rồi, ok rồi. Vượt quá thời gian 8 giây luôn á. Bây giờ chúng ta có 10 con quái, 4 lần thì mỗi lần đánh 2 đến 3 con phép. nhấn E để gom nó lại. Ok, vậy là cái một là ở đây, đánh ở đây xong chạy xuống đánh con này. 1 1 2 3 không, một là chạy lên đánh hai con này luôn, hai là chạy đến thẳng hai con này, một nè, hai nè, một là đánh hai con dưới nè, hai là đánh hai con trên, ba là đánh ba con này. Không ổn vô lắm. Ba đến ba con này với con này. Bốn là đánh hai con này. Rồi ok. Ôi chết cứ rồi, trời ơi chậm ở đây khoảng 4-5 giây, rồi tốn tới 30 giây luôn nè. Hồi nãy cái gì đi cái đường này lên đây xuống đây mới đúng, tính đầu lướt ở dưới lên này nhầm lẫn quá. À vẫn sớm hơn 8 giây dự định, rồi không sao. Từ cái camera nó quay quay khó chịu vậy ta. Cái game nền sáp này tìm ba cái mảnh sáp nữa thì mình mới hoàn thành được bức tượng. Rồi ok, không biết bức tượng nó làm gì luôn, không vô đây được nữa hả. 9 con quái có vẻ ít. Song sinh có một cặp quái song sinh đó, thì mình sẽ đánh bại nó thì sẽ hồi máu rồi cho cái đồng minh của nó. Vậy là mình phải đánh hai con cùng một lúc, hiểu đơn giản vậy đi. Nên cái đợt đầu mình có 4 đợt. 1 2 3 1 1 2 3 4 vãi, trời ơi hóa ra nó đánh mình. Rồi trở lại khu vực này mới được, tính lại kỹ lại. Vậy là mình đợt đầu tiên mình phải đánh hai con ba con này, đợt thứ hai đánh cái này. Một hai ba một. Rồi vừa kịp luôn đó, 26 giây mình còn dư một cái bóng nữa nha. Ủa đây à, không phải, ủa điên nào. À đi bên này nó sáng rồi, vẫn sớm hơn khoảng 7-8 giây. Ok game cũng được, mấy cái cửa này nó đóng hết rồi. Ở bên đây vẫn còn đường nữa nè, để mấy cái này ở đây chi ta. Hết đường này. Nó chỉ để vậy vậy thôi chứ không đi được. Đi hướng này, cái gì đây tự nhiên nó đổi màu. Cái cục này là cái gì? Magic door. Cái door này sẽ chặn đường của mình phải không? Tức là mình phải phá cái cục này thì mình mới đi qua được. Rồi ok. Vậy là 1 2 trong 13 1 đánh đây, xong chạy qua đánh đây. 2 là lên đánh chỗ này, rồi 3 là chạy lên đánh chỗ này, 4 đánh chỗ này. Ok. Mở cửa lẹ. Ba 30 giây, ok. Cũng mà chắc là nó sáng lên là được rồi. Rồi, trên lệch 4 giây. Vậy là nãy đánh cái cục này hơi chậm. Mình phải dọn cái bãi quái này xong đi lên đây luôn là vừa. Nên cái đánh cái này hơi chậm. Hồi nãy là chạy thẳng lên đánh cái cục này luôn. Rồi xong lần thứ 2 cũng vậy luôn. Cái này như cái mà cẩu xuống gì ta. Cái này giống con hoàng tử 34 á, Binkin Cat of Persia á. Cái gì đây? Mình có thể chỉ đánh nó từ phía sau thôi. Nên là một cái thằng đánh phía trước, một con clone đánh phía sau là ít nhất. Mày hiểu rồi. Hụt cái con cuối rồi. Hụt cái phát cuối. Lũ đạn nhà nó chứ. Rồi, xong, rất là đơn giản. 25 giây. Ok. Nhặt được cái cục tinh thể thứ 2. Họ apply. Ném cái quả bóng hả? Nó sẽ nổ vào phạm vi xung quanh, sau đó mình chém gây thêm đam phản ứng, đam diện rộng. Rồi trên gần 10 giây luôn, đơn giản. Bây giờ phải kiếm cái cục pha lê phá cái này mới đi qua cái chỗ đó được. Một cặp song sinh. 1 2 3 4 Chót, rất đơn giản. 37 giây chắc vừa đủ kịp luôn á. Yêu cầu nó thường thường là 38 giây mà. Nè. Rồi, dư 5 giây luôn. Trên dưới 3 đường luôn, biết đi nào. Ép. Cái gì đây? Siêu năng lực của mình. Từ từ coi đây. Bùng nổ sức mạnh. Bao linh là mình có thể đánh nó bằng cách đẩy nó vô luôn. Nó sẽ phá hủy mấy cái vật thể gần đó. Power bằng phím Q của mình. Coi như là boost sức mạnh nhanh á. Tức là nó không có phòng thủ được nữa. Rồi bây giờ con này sẽ quy nào. Quy con này đi. Phải cực nhanh luôn. 1. Xong đánh bãi này luôn. Có con bay nào đó đã. Có 13 con ở đây mà. À có nè. 1 xong lên đánh bãi này. 2 là mình chạy qua đánh hai cái bãi này. Rồi đánh luôn con này. 3 mình đánh bầy này. 4 mình đánh hai con này. 1 2. Không như vậy cái hai nó lâu lắm. 1 đánh như thế này qua đây. Một con này, hai là đánh, một là đánh con này với ba con này luôn. Rồi ok. Chết rồi, hụt con rồi, sót con rồi. Phải lại gần nó thì mới chia cái chiêu quy được. It's me again. Quá nhanh, 30 giây. Kỹ thuật. Bây giờ chắc đi lên nữa thôi. Đấy, giữ gì nào. Đường này đâu có đường đi nữa đâu. À bên đây. Nếu có luôn. Leo lên được không? Không. Game này nó thiên hướng giải đố nhiều hơn là anh em hành động. Ủa? Chỗ này là mới hay cũ vậy? Mới. nó vừa có yếu tố hành động á, lại vừa có cái thiên hướng giải đố nữa. Có nghe, kiểu này căng à. Chắc ăn là 1 với 2 mình phải giải hai bên này rồi. Xong rồi cái thứ ba mình chạy lên mình đánh mấy này vòng lên đây luôn. Nên cái thứ hai là không tới quy trình cho lắm. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ba mươi 8 giây lận, không có quy trình cho lắm. Đáng lẽ phải đánh thẳng hai cái cục này luôn á. Đào thẳng vô đánh hai cái cục mà đắp đường á, chứ tốn thời gian chỗ này quá. Rồi nhưng mà nó vẫn sáng nè. Trời ơi, sớm hơn gần 10 giây lận. Thôi không thành vấn đề. Nhấn và giữ nút cách để chạy nhanh hơn trong combat, biết rồi anh ơi. Cảm cúm luôn rồi. Ba mảnh rồi phải không? Tuning lát từ từ. Tune nó trong 3 giây và gây thêm đam. Một ở đây đánh cục này, chạy vô đánh cục này liền luôn để mở cái cửa là cái hai, rồi mình lên đánh con này, đánh nguyên một bài này là cái thứ hai. Xong cái thứ ba của mình chạy lên đánh con này qua đây hả? Cái thứ tư của mình là đánh con này xuống. Hơi chậm. Ủa? Trời ơi. Ôi ơi, hụt mẹ cái quy. Quên bấm G. Ừ? Cái gì? Vãi. 1 2 3. Khúc này lên đây ẩu quá ta. Khúc đánh vòng sau lưng nó hơi ẩu. Rồi xong luôn. Hoài quá. Cái phái cuối này hơi chậm tí, vẫn 37 giây, không biết kịp không. Thấy nó sáng là chắc được rồi. 38 giây, trễ giây. Nãy đánh con này ở chỗ này nó nhanh hơn tí thì chắc ổn á. Ủa? Chỗ này chặn cửa rồi, chỉ còn đường đi lên thôi. Khó. Rồi ok. 34 giây hả? 34, 35 giây là đủ chưa ta? Ủa hai cái này là hai giây. Vô làm lại. Làm 4 giây, ok, dư. Rồi, qua level kế. Game này nó thuộc dạng hành động với mà giải đố khá là nhiều, nên có thể cán anh em chơi á. Nó không đơn thuần là hành động như Gogulai. New Gun Unlock. Là sao? Cái bản demo này công nhận dài khiếp luôn đó nha. Chung là nhanh hơn, mạnh hơn. Một là mình xài mà cái tốc độ, còn hai á là mình xài máu. Phản đòn nhá. Cái này là cái gì? Chỉ huy. Một là máu, hai là tốc độ. Cái này là chiêu E của mình nè. Cái này kỹ năng bị động, còn cái này là chiêu huy. Bây giờ lấy cái nào ta? Chắc là lấy cái này đi. Cái chiêu sờ tool này nó không ngon bằng quấn cái quả cầu này. Cái gom quái vẫn là ngon nhất. Cái này tùy trường hợp thôi. Đây có thể là cái câu đố cuối cùng của chúng ta nè. Chaka thủ 4 cái rồi. Sao tự nhiên nó cho mình một đống đồ luôn thế này? Tàn hình hả? Tàn hình trong 6 giây. Và chuột chữa để đổi vũ khí. Ba chục con quái. Con này là để dùng cái chiêu quy rồi. Tức là gao đầu tiên mình phải đi thẳng qua hướng này, đánh con này. Cái gao thứ nhất. Một. Xong rồi đi vô đánh con chính giữa này luôn. Một là đi như thế này. Hai thì cũng tương tự vậy thôi. Hai là cũng đi vô đánh như thế này vòng qua đây. Ba là đi thẳng vô đánh chính diện vô con này. Và đánh boss luôn. Đi thẳng vô đánh hết mấy con này, đánh boss luôn. Rồi, hụt rồi. Gì vậy ta? Không phải đổi khi trong combat. Mình nên dùng cái chiêu tàng hình này không? Rồi, được rồi.